chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chị khỏe không? <laughs> thấy ngồi đây là thấy khỏe <laughs> rồi. À, chuẩn bị gì cho ngày mai Tết Trung Thu? Chà, à, ngày mai thì Lê Thái nghe nói là nhiệt độ ngoài trời cũng cũng khá cao nhưng mà à, cái công việc thì mình vẫn phải là tiếp tục làm chú cội cho cho ngày mai em nghĩ rằng là chị Ngọc Lan sẽ là cái người mà khổ hơn Lê Thái tới sớm hơn Lê Thái luôn <laughs> em sẽ có mặt vào lúc 3 giờ chiều nhưng mà chị Lan thì phải có mặt là 12 giờ trưa thưa quý vị để mà chuẩn bị cho cái cuộc thi mà làm Trời. bánh phục linh những à, cái trò chơi dạ. Yeah. vâng. tự nhiên cái mình được ép cho cái <laughs> chuyện đó nhưng mà sẽ là cái người để bắt đầu cho gọi là khởi động chương trình lên thì hy vọng ngày mai từ lúc uh, 2 giờ là quý vị đã có thể có mặt uh, Những quý vị nào đã ghi danh cho con em mình chơi rồi Có thể đến sớm Bởi vì cái đó nó chỉ diễn ra trong vòng có một tiếng thôi đúng hai giờ là bắt đầu cho nên nếu quý vị đến mà đúng 2 giờ đó dạ tìm rồi. chỗ đậu xe hơi khó ừ. à, cho nên là nhớ lưu ý cái chỗ đậu xe những cái event như vậy á, thì tìm chỗ đậu xe mà càng gần thì càng khó mình tìm chỗ xa xa thì nó dễ hơn cho nên mình trừ thời gian đi bộ À, ngày mai thì trời cũng sẽ khá là nóng bức nhưng mà ngọc lan nghĩ ở đó nó cũng có những cái khu vực có máy che hết rồi khi nóng quá thì mình đi vào phước lộc thọ mình uống nước mía mình uống ăn đồ, đồ ăn vặt ở trong phước lộc thọ sau buổi chiều à, à, rồi ở ngoài đó cũng có nhiều cái gian hàng để quý vị có thể à, à, thưởng thức những cái món ăn vặt nè À, rồi có thể ngắm nghía những cái chiếc xe của hãng Toyota để xem cái nào là mình wow. mình có thể mình mua được hay là mình cứ thể thử hỏi coi mình có thể có được cái good deal nào không trong cái dịp này ở à, có nói chung là có rất là nhiều cái để chúng ta có thể à, có một cái một cái ngày trải qua một ngày thứ bảy ở Phước Lộc Thọ cùng với Lê Saigon Sài Gòn TV dạ vâng à, nói về ngày mai thì Lê Thái cũng sẽ trong vai trò là chú cội nhưng mà chú cội năm nay không có mặc đồ chú cội nữa chú cội năm nay mặc đồ vest Ơ oh, ừ, quên lộn, chú cùi năm nay mặc áo dài thưa quý vị <laughs> Mặc áo dài nhưng mà Lê Thái nghĩ rằng thay đổi chút xíu uh, Lido Sài TV cũng có một số gọi là cái cái ý tưởng cũng khá là lạ, khá là độc đáo thưa quý vị Tại vì mỗi năm thì chúng tôi vẫn hay mặc đồ chú cùi Nhưng mà năm nay thì đổi lại chú cùi mặc áo dài cho nó kiểu mà sang trọng chút xíu, giàu có chút xíu à, <laughs> Nghèo chú, bám gốc cây đa, đa rồi Chú của 2023, dạ, không vâng. có bám gốc cây đa nữa mà Ờ, chắc là bấm Tesla. <laughs> Cảm ơn chị Lan. À, mà trước khi vào bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị thì à, cho Lê Thái mượn một vài giây của Leo Sài Gòn TV. Tại vì à, quý vị khán giả hay xem chương trình cà phê sáng cuối tuần á, thì Lê Thái cũng có giải thích về cái việc mà Lê Thái cái môi Lê Thái nó đỏ. Ngày hôm nay trong show cà phê sáng hôm nay thì cũng nhờ chị Lan cho em vài giây có nghĩa là những quý vị khán giả cũng hay nói là Lê Thái son môi nhưng mà Lê Thái không có son môi nha. Đặc biệt là không có son môi môi Lê Thái nó đỏ tự nhiên. Những khán giả của cà phê sáng thứ sáu nhớ là Lê Thái không có đụng da lại gì, Dầu dao kéo là sâu môi gì hết cả. Không cần vâng. phải bận tâm vâng. Ok, uh, thưa quý vị ở một cái gọi là Paris County, uh, Paris, Paris uh, City, nó thuộc ở thành phố, uh, nó thuộc về County Riverside. Trời. Thì người ta đang ra một cái quy định rằng là có thể đến đầu năm 2024 này đó thì họ sẽ cấm cái việc các cái chợ hay là những cái siêu thị họ mình đi mình sẽ thấy ở gần ngay cái quầy tính tiền á họ để những cái đồ mà đồ ngọt á kẹo à, hay sô-cô-la vân vân họ để đó họ bán cái nhiều người đi đó đến lúc gần đang chờ tính tiền cái thường hay họ bốc mấy cái họ họ bỏ vô họ tính tiền luôn à, rồi à, những thức ăn có nhiều đường à, rồi à, những cái dạng mà mình cứ hình dung nó như một cái dạng fast food đi thì họ sẽ cấm để ở cái chỗ đó À, họ không có cho bày ở trên những cái kệ siêu thị đó nữa à, nếu như mà không có gì thay đổi thì cái việc này nó sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024 bởi vì những cái nghiên cứu người ta nói là trong thời gian qua đó thì những cái thức ăn gọi là những thức ăn nhẹ hay thức uống mà nó có nhiều chất đường thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. thì với những cái điều đó cho nên là họ sẽ phải ra những cái lệnh như thế. dĩ nhiên một cái quy định nào ra thì nó cũng sẽ làm cho có hai cái ý kiến trái chiều nhau. Ở một bên thì người ta quan tâm đến vấn đề sức khỏe thì họ sẽ dĩ nhiên họ sẽ ủng hộ nhưng mà có một bên á, ví dụ như người ta muốn cái hàng hóa đó được phải bán được thì những cái hàng hóa mà chúng ta đi vô siêu thị hay là vô trong chợ mà thấy để ở những vị trí mà nó bắt mắt dĩ nhiên người ta sẽ những cái 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 chỗ mà chủ của những cái mặt hàng đó thì họ sẽ phải trả tiền nhiều hơn thì họ sẽ phản đối cái chuyện này nhưng mà tùy theo cái lựa chọn của khách hàng nếu như ai mà vẫn thích mua cái này thì sẽ phải đi tìm tìm coi nó nằm ở đâu còn không á thì cứ lướt qua thôi uh, nhưng một số người người ta thích cái sự tiện lợi khi mà người ta ừ. đến ngay cái quầy tính tiền người ta có thể bóc uh, cái gum hay là chocolate để người ta có thể người ta ăn hoặc là những cái loại nước nó gần đó để chúng ta khi ra xe chúng ta ăn liền để đỡ đói nhưng mà quý vị nào mà có con nhỏ thì đây là một trong những cái nỗi rất là khổ sở ừ. của những người có con nhỏ khi mà đứng ngay quầy tính tiền và dẫn con theo thưa quý vị à tại vì mấy đứa nhỏ mà nó đứng ngay quầy chị Lan biết là nó hay kiểu mà nó đòi nó đòi lúc nào gom nó đòi chót lúc nó đòi cái cái chót mà trong được. cái quả trứng đó thưa quý vị được. đòi đòi những cái đồ chơi toàn được. là những thứ rất là bắt mắt không à thật ra em nghĩ là đây là một trong những cái quyết định mà em rất là tán thành <laughs> <laughs> đỡ tốn thêm một số chi phí luôn ừ. chị Lan yeah. dạ vâng à cái thưa quý vị ở uh, Mỹ ở Hoa Kỳ chúng ta thì uh, quý vị có thể đánh bài được đánh bài chúng ta có thể lên casino chúng ta đánh và wow, quý vị có thể đánh đề được ừ mm đánh đề đánh đề ừ. tại sao một số người người ta cũng có thể đánh đề từ bên mỹ sang việt nam có người gọi điện thoại về việt nam coi nhờ đánh đề nọ thì ta lê thái cũng nói cái thông tin đó nhưng mà quý vị đánh phụ nữ là không được và đặc biệt là quý vị đánh đánh chó là không được à, chúng ta ngược đãi động vật là không được à, kính thưa quý vị trong tháng 9 năm 2022 có một cái vụ là một cái người đàn ông ở thành phố anaheim Uh, cái người đàn ông này bị bắt là đang uh, Bị bắt quá tang là đang đá Đang đấm vào một cái con chó của anh Ở trong một cái khu chung cư của anh Và cái người mà neighbor đó Người ta đã phát hiện được ở trên cái camera uh, Và người ta đã báo cho cảnh sát Và sau khi mà cái đoạn video này được tung ra Thưa quý vị thì cái anh này tên là Albert Frank Abad Jr Năm nay là 34 tuổi Năm ngoái anh bị bắt Thì đến năm nay là năm 34 tuổi của anh Năm ngoái anh bị bắt là năm 33 tuổi uh, Anh đã đầu thú vào sở cảnh sát của Anaheim vào năm ngoái và bị bị kết án trong một năm vừa qua và vụ án mới được đưa ra vào giải quyết vào ngày hôm qua thưa quý vị. Thì uh, Kim Billy là một cái người phát ngôn của biện lý quận Cam thì cái cô này cô nói rằng là bắt buộc là không để cho anh này uh, thoát được cái tội này. Tại vì anh này uh, sau có thời gian một năm qua thì không vẫn không có bị bỏ tù này nọ. Thì uh, Kim Billy đã quyết định là nói là cùng với lại cái đoàn luật sư cũng như là những cái người trong cái, uh, trong cái công tố viên á người ta bắt buộc là anh này phải chịu một cái mức án phạt nhất nặng nhất nhưng mà bồi thẩm đoàn lại ra một quyết định thưa quý vị là anh này chỉ hưởng một cái án là cái án tù treo khoảng 30 ngày thôi thành ra công tố viên và cái cô mà um, nói về cái phát ngôn viên của biện lý quận cam thì cô nói rằng không được cái đồng, đồng ý cái bản án này và từ đó thì cái um, bồi thẩm đoàn người ta đã quyết định là cho anh này uh, hưởng một cái bản án chỉ là một năm tù treo mà thôi và bị, bị quản thúc và sau khi mà cái vụ án này đã được công bố vào ngày hôm qua thưa quý vị thì một rất là nhiều người người ta yêu động vật rồi một số nhà bảo vệ động vật người ta lại lên án cái vụ án này người ta nói là, là tại sao à, không bỏ tù anh ta mà chỉ là hưởng án treo nên nhơ như vậy à, bởi vì một người ngược đãi xuất vật như vậy thì à, bộ thẩm đoàn người ta vẫn có một cái lý do riêng khi người ta quyết định cái bản án này và chúng ta thấy rằng là À, đối với những cái người mà ngược đãi động vật hoặc là con chó con mèo khi mà chúng ta nuôi đó, thì cái chuyện mà chúng ta bị bắt ở bỏ tù hoặc là chúng ta bị phạt rất là nặng là điều rất là dễ xảy ra à, chúng ta thấy rất là nhiều ở hoa kỳ thật ra mà quý vị nào mà chúng ta chỉ là một cái hành động nhỏ như là chúng ta uh, dắt con chó mà chúng ta kéo quá mạnh đi hoặc là một số người khi người ta dẫn con chó đi ngoài hoặc ngoài công viên á giận họ hơn những con chó không biết cái cầm con chó con chó nhỏ xíu à cầm cái dây cao lên nhà nè là chúng ta cũng bị phạt ra cái tội ngược đại xuất vật chưa nói đến cái tội mà chúng ta đánh nha chỉ cầm cái sợi dây ngóc cái cổ con chó lên cao thôi thành ra đây là một trong những cái cái vụ mà lê thái thấy rằng là nó vẫn rất là thường ngày xảy ra ở hoa kỳ nhưng mà quý vị nào mà chúng ta có yêu động vật thì chúng ta nhớ để ý cái này để mà chúng ta tránh phải là bị ngồi tù vào những cái chuyện không có đáng và những lúc chúng ta nóng giận với những cái con chó con mèo mà chúng ta yêu quý nói chung là không nên đánh à, phụ nữ cũng như là đánh đánh, chó. đánh bất kỳ ai tại sao phải sử dụng đến vũ lực như vậy à, thưa quý vị trong thời gian qua đó nhiều người người ta bắt đầu lên tiếng về cái chuyện là họ thấy những người mà cho thuê nhà rồi đặc biệt là những cái căn mà chung cư có những người quản lý vân vân à, thí dụ như trước đây á ví dụ vô thuê nhà là ở bây giờ cái giá nhà đó là một tháng thuê ví dụ như là 2.000 thì là 2.000 thôi nhưng mà bây giờ họ để ý là nó đẻ ra một số những cái chi phí khác nữa à, ví dụ như là à, nếu mà nhà đó có chó sẽ trạc thêm bao nhiêu tiền à, nếu như là đậu xe thì nếu người à, thuê nhà đậu một chiếc xe thì sẽ trạc bao nhiêu tiền hai chiếc xe là bao nhiêu tiền rồi nó thêm những cái lệ phí mà họ nói rằng là không thể tưởng tượng được À, có những người tự nhiên cái tên phí là phí tháng giêng có nghĩa là tự nhiên đầu năm vào tháng giêng thay vì mình trả tiền thuê nhà là hai thì bây giờ trạc thêm 100 đồng nữa ta cũng không biết là cái phí đó là phí gì hả nó ờ à, phí tháng giêng à, nhiều cái loại chi phí đã được nảy sinh trong thời gian qua như thế nào thì xin mời quý vị cùng trở lại với lê thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại